Minasan Cosmos no Dung des. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chữ Hán N2 ở chương số 17, chủ đề nhỏ về Gunji, về quân sự. Chúng ta sẽ tìm hiểu với 6 chữ Hán từ 479 đến 484 nhé các bạn. Đầu tiên ạ, à, đến quân sự thì phải có kẻ địch đúng không ạ? Địch là Teki và có địch và có pháo nữa, Hapo, pum pum đúng không ạ? Và chúng ta phải có điều kỳ, phải có cái cái khu vực cái lĩnh vực như là cái lĩnh và chữ lĩnh và chữ vực nhưng ý là cái diện khu vực địa phận của mình và có dư, có súng có ca sự, tấn công và chúng ta phải có hạt nhân các cơ kỳ đó có vũ khí hạt nhân và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các từ này nhé đầu tiên ạ đó là địch địch là kẻ địch đó kẻ địch thì các bạn sẽ thấy này kẻ địch thì nó luôn đứng và nó cứ ẩn nấp nhiều khi kẻ địch vẫn là những cái thằng cũ mình quen thôi nhưng nó cứ ẩn nấp ở trong đúng không ạ và nhiều khi nó bắt đầu nó thò tay ra bắt đầu tấn công mình thì nó chính là địch là kataki hay là teki teki mi kata ni wakareru teki mi ni wakareru nghĩa là chia rẽ thành bạn và thù kataki o utsu kataki o utsu nghĩa là trinh phạt hay là đánh bại kẻ thù tekitai suru tekitai suru địch đối ý là gì ạ đối địch tekitai kyoteki cưỡng địch kẻ địch mạnh kyoteki Muteki là vô địch, không có đối thủ. Muteki. Shukute shukuteki, shukuteki, kẻ thù xưa cũ, sự cạnh tranh trong thời gian dài. Nghĩa là nó đã tá túc rồi, đúng không ạ? Trong xin chú cự đấy. Đó. E, yudan taiteki, yudan taiteki là tránh khinh suất để không thất bại. E, hiteki, hiteki suru là so sánh ngang bằng hay là so sánh bằng. hitteki Tiếp theo là chữ pháo là pháo nổ Pháo là giống như hòn đá ném thôi Nhưng mà đá này được bao bọc ở trong Đúng không? Trong kỷ Và một cái Thế là là pháo Hô Hô Tai hô Tai hô Utsu Đại bác Đại pháo mà Đại bác Bắn đại bác Hạp bô sư lợ Bắn ra nổ súng hay là bắn điện Pang pang Hạp Hô tay Hô tay Là pháo đài Kaijo kara hogeki suru, Kaijo kara hogeki suru nghĩa là pháo kích trên biển. Tiếp theo ạ, à, tepo, tepo là khẩu súng. E, Sukuh, Sukuh là đại bác, bắn đại bác, phát nổ của đại bác nhưng mà để chúc mừng. E, hô không pháo nghĩa là hộp chứa thuốc súng, hộp đạn dũng. Kuhu, shiushuho cáo abiseru. Chu hô cáo abiseru, nghĩa là tấn công, tập trung, pháo kích dồn dập. Tiếp theo là chữ lĩnh, lĩnh, lĩnh ở đây là lệnh, có đầu và có lệnh thì là lĩnh, né, thủ lĩnh, liô, liô. Đầu tiên ạ, trong từ nhì hôn, liô nhì là lĩnh độ, lĩnh thổ, nghĩa là lãnh thổ của Nhật Bản. Liô lãnh thổ, lĩnh vực, liô iki. Tekki kokuo, sen liô sơ lự, tekki kokuo, nghĩa là chiếm đóng nước địch. Nihon Yojikan nghĩa là lãnh sự quán của Nhật Bản. Đại đại thống lĩnh, ý là tổng thống. Đại Tô Lyo, lĩnh thu chứng, nghĩa là biên lai hay hóa đơn. Lyo so". Kaisha no Kaneo, Olyo oh Sư suru nghĩa là tham ô tiền của công ty. Tiếp theo chúng ta có xâm trong từ xâm nhập. Xâm nhập là khi mà có một người con gái đúng không? Tóc tai cứ rủ rũ rượi và đứng quỳ xuống. Đấy thế là chính là nó chính là kẻ thù để xâm nhập mình đấy. Okasu. Ừ, hay Shin. Okasu. Eh. Kokyo Okasu. Kokyo đó là quốc giới, ý là biên giới á, biên giới của quốc giáo Okasu nghĩa là xâm phạm. Xâm phạm lãnh thổ hay là xâm chiếm biên giới. Kokkyo Okasu. Tiếp theo ạ thì khi cử nhị xin cô sơ lự xin cô sơ lự xâm công ý là tấn công xâm chiếm xâm chiếm nước địch thì khi cử liên cô cử xin lia cử sơ lự liên cô cử xin lia cử sơ lự ý là xâm lược nước láng giềng kenlio xin gai sơ lự kenlio xin gai sơ lự nghĩa là xâm phạm cái quyền lợi xin gai phù hô nhị xin nhiêu sơ lự phù hô nhị xin niu sư được xâm chiếm trái phép tiếp theo chúng ta có súng 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 này làm phải bằng sắt đúng không ạ để bắn bằng 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 đúng không thống nhất nước ju ok dưa ướt dưa nghĩa là bắn súng dưa cố một kề được dưa cố một kề được nghĩa là chĩa cái mồm súng này, này miệng súng nghĩa là họng súng vào vào ai đó eh, khi con ju khi con ju là súng máy, súng liên thanh. Hageshi Jugeki Sen Hageshi Jugeki Sen Jugeki Sen đó là một cái trận đấu súng rất là khốc liệt, rất là Hageshi, rất là khốc liệt. Tiếp theo ạ, à, Jūdango Ukeru Jūdango Ukeru, nghĩa là trúng đạn. E, tanju, tanju là súng ngắn, mizikai ju. Kenju, kenju là súng lục. Cuối cùng là chữ hạch hạch này chúng ta thấy có gì ạ à, là ở trên cây đúng không có mấy người có bốn người đội mũ bị nằm ở trên cây bị hạch các cự các ở đây trong từ là kakuheki kakuhekiyo teppai suru, nghĩa là vũ khí hạt nhân kakuheki là vũ khí hạt nhân teppai là triệt hoại ý là hủy bỏ cái vũ khí hạt nhân đi Hikaku <laughs> các cử sang gen soku cử <laughs> các sang gen nghĩa là ba nguyên tắc phi hạt nhân và ba nguyên tắc Phi hạt nhân đó là không sản xuất, không mua và không sử dụng. Kakushini semaru, ni se ni se maru. Ý là tiếp cận trọng tâm hay là cốt lõi. Hạt tâm. Soshiki no chiu Soshiki no chiu Cốt lõi trọng tâm của tổ chức. Kakukazoku, kakukazoku là gia đình hạt nhân. Ketsu kaku. là bệnh lao. Và đó là 6 chữ Hán mà hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Bây giờ chúng ta điểm lại nhé. Đó là gì ạ? Là địch, là pháo, lĩnh, hạch, súng và cuối cùng là sâm. Hy vọng rằng các bạn đã hiểu rõ hơn các chữ Hán này. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật thú vị cùng với học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. Cô Secho, gozaimashita. Bye bye.